Ôi, hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục đi bảo dưỡng một mẫu FC 566 anh chị Hương ở trạm thản Phú Ninh. Đây mẫu FC 666 mà sau khi bên mình đã hoàn thành bảo dưỡng xong rồi đây. Hôm nay đến thì mình có tra dột mỡ và vệ sinh tổng thể bên ngoài chiếc ghế. Nói chung là chiếc ghế chị sử dụng khoảng 3-4 năm này rồi mà hầu như là chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn luôn, không dấu hiệu gì của thời gian cả, cũng không bong chóc gì luôn. Chung là chị để phòng khách này thôi, rất nhiều người đến ngồi nhưng mà chị khá là giữ gìn nên là chiếc ghế nó cũng không có dấu hiệu gì mà bong chóc ra cả, rất là đẹp. Chung là ghế vẫn hoạt động ổn định bình thường. Đến kỳ thì bên mình này cũng đến quà bảo dưỡng chị. Thế thôi. Rồi, thôi mình đã hoàn thành bảo dưỡng xong, xin phép kết thúc video đây nha. Rồi, hello xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục bảo dưỡng một mẫu FG 66 ở nhà chú Thắng ở Đại Đình Lâm Thao Phú Thọ. Đây mẫu FG 66 mà sau khi bên mình đã hoàn thành bảo dưỡng xong. Đấy. Nói chung là bộ ghế hoạt động vẫn rất là bình thường. Hôm nay mình bên mình có đến thì đã tra dầu mỡ vệ sinh tất cả toàn bộ bên ngoài của ghế, tra dầu mỡ và động cơ bên trong. Còn cái vết băng dính dán thì là do bị mèo cào nên là chú lấy băng dính dán vào. Đấy, nếu mà nhà nuôi mèo thì cũng không thể tránh khỏi được những cái vết xước sát do mèo. Còn đâu nói chung là chiếc ghế vẫn hoạt động hoàn toàn ổn định thôi, không có vấn đề gì cả. Chiếc ghế này cũng được bảo dưỡng định kỳ hàng năm, một năm hầu như là năm nào cũng sẽ đến bảo dưỡng với chú nên chiếc ghế hoạt động rất là trơn tru. Rồi, mình đã hoàn thành bảo dưỡng xong rồi, mình xin phép kết thúc video đây nha.